Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu đến anh em bộ sản phẩm máy bắn vít đến từ thương hiệu The One. Mục đích mình mua sản phẩm này là để phục vụ cho việc setup, trang trí lại góc làm việc để chuẩn bị đón Tết. Bộ sản phẩm mình mua thì bao gồm một body DCF887, một pin rời, một cục sạc và một bộ mũi khoan đa năng. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần thiết kế tổng quan bên ngoài. Thì với tông màu đen, vàng rất nổi bật. Đây cũng chính là điểm nhấn trong việc nhận diện thương hiệu The One đến từ Mỹ. Điểm mình rất thích ở chiếc máy này chính là vì đây là máy bắn vít không trổ than, cầm tay và sử dụng pin rời nên rất là tiện lợi, giúp mình có thể thao tác nhanh ở nhiều vị trí khác nhau mà không cần phải gắn dây điện rườm rà. Về sản phẩm thì có tem để check mã bảo hành thông qua SMS và body sẽ được bảo hành 36 tháng. Phần bán cầm bằng cao su nhám cho cảm giác cầm rất đã và chắc tay, nhất là với những anh em bị phong thấp giống mình. Bên trong hộp còn đi kèm thêm phụ kiện móc treo và một nam châm để giữ ốc rất tiện lợi. Điểm khác biệt của máy nằm ở phần đầu gài vít được thiết kế rất tiện lợi, được trang bị đầu vít 1/4 inch rất thông dụng, tương thích với nhiều loại mũi vít khác nhau. Anh em nào mà chuyên bắn vít hay đổi đầu vít thì mình nghĩ con này sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời. Ngay xung quanh phần đầu gài chính là 3 đèn led rất tiện lợi. Chắc chắn là bạn sẽ không bị chê sáng như những dòng sản phẩm đến từ những thương hiệu khác. Trên máy có phần cò bấm rất là sướng. Thêm vào đó là phần nút gạt qua lại để xoay đảo chiều cũng như có cò khóa để an toàn trong quá trình sử dụng. Máy trang bị 3 cấp độ tương ứng với 3 cấp độ của máy. Về thông số kỹ thuật thì mình sẽ để trên màn hình để anh em có thể tiện theo dõi. Tốc độ không tải cũng sẽ ở 3 chế độ, kèm theo đó là phần cò bấm để anh em có thể dễ dàng chuyển đổi. Nhịp búa đập lên đến 3.800 lần một phút. Về trải nghiệm thì mình đã sử dụng chiếc máy bắn vít này để đóng chiếc bảng IKEA lên tường. Tuy là máy bắn vít nhưng anh em vẫn có thể khoan tường tốt nếu lựa chọn đúng loại mũi khoan tương thích. Anh em có thể xem sơ video mình demo ở đây. Nói chung chiếc máy này rất là tiện lợi và đa năng. Mình nghĩ bất cứ gia đình nào cũng nên có ít nhất một chiếc máy khoan pin hoặc là máy bắn vít pin ở trong nhà. Máy bắn vít The One sử dụng pin 18V cho ra công suất tối đa khoảng 400W. Máy rất phù hợp với những công việc cần di chuyển nhiều hoặc ở những nơi không có sẵn nguồn điện. Về sạc thì mình được cái shop bán body tư vấn nên mình cũng đã mua luôn. Bộ sạc thì có thể sử dụng để sạc các loại pin Li-ion XR The One từ 10.8 đến 18V, 20V sẽ là max. Về phụ kiện thì mình mua kèm thêm một bộ mũi khoan vặn vít đa năng để phục vụ cho công việc vừa bắn vít vừa khoan. Tuy nhiên nếu anh em muốn khoan tường thì mình nghĩ là nên cân nhắc việc mua mũi khoan tường khoan bê tông đến từ Unica. Tổng quan lại, với những ai hay đóng kệ và thường xuyên bắn vít thì nên mua. Các bạn đừng nhầm lẫn giữa máy khoan và máy bắn vít, vì hai máy này tưởng giống nhau nhưng chức năng hoàn toàn khác nhau. Lúc đầu mình cũng nhầm nhưng sau một thời gian nghiên cứu thì đã quyết định mua em máy bắn vít không chổi than này. Là vì trong tương lai mình dự định sẽ set up phòng, trang trí, đóng thêm tủ kệ và nhu cầu của mình sẽ là bắn vít nhiều hơn. Nên việc mua máy bắn vít sẽ tiện lợi và phù hợp và đúng với mục đích sử dụng của mình hơn. Và máy này cũng có thể sử dụng để khoan được, cho nên là cũng rất là yên tâm. Và trên đây chính là bài giới thiệu về combo máy bắn vít The One DCF887 của mình. Nếu anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.